Em xin được gửi lời chào tới toàn thể các bác yêu mến đồng hồ cổ treo tường. Dạ vâng, trước màn hình nhỏ của các bác hôm nay, em xin được giới thiệu và giao lưu với các bác đang nằm ở chính giữa màn hình là một em Odo 3010 mà được bên em trực tiếp lên từ Odo 38 zin nguyên bản với giá cả bình dân hợp lý cho các bác lựa chọn và thỏa mãn cái niềm đam mê phải không ạ? Nhắc tới cái bản gai huyền thoại Odo đánh bính bông thì bao giờ cũng là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho các bác phải không ạ? Và chiếc Odo 3010 này mang mã số là D167, chiều cao là 58 và chiều rộng 56, một thiết kế dáng thùng bè cuốn thư và được các nghệ nhân chạm đục hai bông hoa quả anh đào rất là sắc nét các bác nhé. Và với cái lớp vân nu và tông màu sắc của em nó thì cực kỳ là nổi bật cho không gian phòng khách nhà các bác. Bên dưới là tấm kính tráng thủy và điểm nhấn là tay nắm với bộ mặt trung tâm số nổ chân cài cao cấp các bác nhé. Và chiếc Odo 3010 này có giá là 19 triệu và các bác quan tâm thì có thể liên hệ cho em qua số máy 0355005943 và cũng là số Zalo bên em. Và chiếc Odo 3010 này thì trực tiếp bên em lên và kỹ thuật nên em luôn đảm bảo và đảm bảo cái chất lượng bảo hành đầy đủ cho các bác là máy hoạt động chạy ổn định và bao ổ cót zin nguyên bản và chạy đủ tuần phải không ạ? Và với giá cả chỉ có 19 triệu là các bác sở hữu được ngay em Odo 3010 với thiết kế dáng thùng bè cuốn thư rất là đẹp và sang trọng. Mà để mà nói thì các bác sở hữu được một chiếc Odo máy 10 thì giá thành của nó rất là cao. Nên bên em chuyên về tất cả các dòng đồng hồ Odo treo tường từ máy 8 nâng lên máy 10 với giá cả bình dân hợp lý nhưng phải đảm bảo về chất lượng. Và bây giờ em mời các bác cùng em sát gần lại sản phẩm và cùng em ngắm cái vẻ đẹp của em nó và em test hai cái bản nhạc cho các bác và cùng giới thiệu về kỹ thuật máy bên em các bác nhé. Đây, một chiếc Odo 3010 mà bên em tuyển chọn với cái thiết kế dáng thùng bè cuốn thư. Và các bác cùng ngắm nhìn cho em cái lớp vân nu nổi bật lên rất là sang các bác ạ. Và chiếc thùng này được bên em tuyển chọn mẫu mã kích thước của một form tây các bác nhé. Và cái chất liệu của nó cũng đều là vân vơ liêu của tây. Và bên trong là với chất liệu gỗ thịt đóng rất là chắc chắn và lịch lạc. Và em sẽ không cần mô tả nhiều, các bác cùng ngắm nhìn nó cái vẻ đẹp của em nó phải không ạ? Một em Odo 3010 mà với giá chỉ có 19 triệu thôi. Bên em luôn đảm bảo chất lượng cho các bác. Bên trong chất liệu là gỗ thịt, gỗ sồi các bác nhé. Vâng, và nó có đầy đủ hai bên chống tường đây ạ. Và quả lắc ni lông bóng loáng đây. Với bộ mặt trung tâm số nổi chân cài cao cấp. Và điểm quan trọng nhất vẫn là hai bản nhạc phải không ạ? Em mời các bác cùng nghe cái chất âm bản gai. Với cái bản nhạc ngân nga du dương, nó đi vào huyền thoại và là dấu ấn của mỗi bác đam mê. Và em sẽ chuyển sang cái bài Westminster cho các bác cùng nghe hai chất âm của hai bản nhạc. Thank you.
hai bản nhạc, hai chiếc âm rất là ngọt ngào, mượt mà phải không ạ? Và em sẽ cùng các bác giới thiệu về những bộ máy bên em. Và với những cái kỹ thuật của bên em thì các bác cứ yên tâm chơi và sử dụng, bên em luôn đảm bảo và bảo hành chất lượng cho các bác. Và các bác có cần tư vấn gì thì cứ inbox cho em nhé, em sẽ tư vấn chi tiết đầy đủ cho các bác. Vâng, với bộ mặt trung tâm số nổi chân cài cao cấp, và đi kèm bên trong là một bộ máy Odo 30 các bác nhé. Máy Odo 30 máy xoáy, chạy rất là khỏe các bác ạ. Và bộ máy 3 vách đều màu nhau, máy đẹp, chắc máy không có tu rồi. Và từ bánh răng hệ thống bên trong của nó đều là nguyên bản hết các bác nhé. Em cam kết với các bác là 3 ổ cốt zin nguyên bản và quả lô gai đây. Nó cùng đều màu với cái ổ cốt các bác nhé. Và nó chỉ thêm vào có bộ phận quả lô gai này thôi. Và bên điểm giờ thì mình thêm vào cái cần bính. Còn tất cả là nguyên zin của Odo 30 các bác nhé. Bộ phận máy của nó nguyên bản luôn ạ. Và với cái kỹ thuật thì trực tiếp bên em làm. Và em luôn mang tới đảm bảo cái chất lượng và bảo hành đầy đủ cho các bác. Là máy hoạt động chạy ổn định và ba ổ cốt zin nguyên bản chạy đủ tuần cho các bác yên tâm chơi. Và với cái kỹ thuật kinh nghiệm lâu năm thì em luôn đảm bảo và bảo hành chất lượng cho các bác. Cùng với bộ gông 3 số 1, bộ gông xanh mướt, bộ gông Sài Gòn các bác nhé. Và những cái bộ gông này cũng là trực tiếp bên em, chính nhà em cắt tông và chỉnh âm các bác nhé. Về phần kỹ thuật thì các bác cứ yên tâm, và với cái kinh nghiệm thì em luôn đảm bảo và bảo hành cái đầy đủ cái chất lượng cho các bác yên tâm chơi. Và chiếc Odo 3010 với một thiết kế dáng thùng bè cuốn thư đây, rất là đẹp và sang trọng phải không ạ? Mà bên em giao lưu với giá chỉ có 19 triệu thôi. Các bác quan tâm thì có thể liên hệ cho em qua số máy 0355005943, và cũng là số Zalo bên em. Và các bác có gần quanh khu vực em thì em mời các bác cùng ghé qua cửa hàng đồng hồ cổ Sang Hằng bên em, cùng dùng trà và giao lưu những chiếc đồng hồ Odo đánh bính bo với giá cả bình dân hợp lý mà luôn đảm bảo về chất lượng. Và địa chỉ bên em là thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Các bác cứ về tới cầu Điện Biên thì alo cho em, nhà em ở ngay đó. Và đến đây em xin kết thúc video. Hẹn gặp lại các bác.